Nhắc đến Flycam mà chắc hẳn anh em không còn xa lạ gì với những cái mẫu Flycam đến từ DJI nữa. Và hiện tại thì cái nhu cầu sử dụng của người dùng đang rất là cao. Chính vì thế nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái bí kíp bay Flycam dành cho những anh em newbie nhé. Mình biết khi mà anh em tìm hiểu về một cái món đồ công nghệ nào đó thì anh em sẽ tìm hiểu rất là lâu. Và với một chiếc Flycam như thế này thì nó cũng giống như một cái thiết bị để anh em có thể chụp ảnh mà thôi. Thế cho nên là chúng ta sẽ quan tâm rất nhiều đến thông số. Với mình thì mình sẽ quan tâm nhiều đó là đến những cái chất lượng hình ảnh này. Mình quan tâm đến cảm biến. Cái thứ hai nữa là mình sẽ quan tâm đến đó là về cái mức độ bay cao, bay xa và cái mức độ cản gió. Đây là một trong những cái thông số mà anh em cần phải quan tâm khi mà mua một chiếc Flycam. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ ở đây đó là chắc hẳn là rất nhiều anh em đã nghe về cái trường hợp là chúng ta bị rơi Flycam này, hay là có những cái trường hợp là bị bắn rơi Flycam. Thì hiện nay ở trên lãnh thổ Việt Nam, khi mà anh em bay một chiếc Flycam thì chúng ta cần phải có giấy phép. Và nếu như không có giấy phép mà vẫn cứ bay Flycam, đó là đã vi phạm an toàn về luật bay. Và sau khi mà anh em đã được cấp những cái giấy phép để chúng ta có thể là bay Flycam thì một cái điều nữa mà anh em cần quan tâm ở đây đó chính là chúng ta sẽ phải quan tâm đến những cái vùng cấm bay. Kể cả khi là anh em đang có những cái giấy phép bay rồi, thế nhưng mà có một vài cái vùng anh em không được phép bay, và khi mà bay vào đó cái Flycam của chúng ta nó sẽ bị bắn rơi, và khi đó thì anh em vừa mất Flycam và chúng ta sẽ phải nộp phạt vì chúng ta đã bay ở trong cái vùng cấm bay ở địa phận Việt Nam. Sau khi mà đã tìm hiểu xong hai cái bước cơ bản trên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cách để điều khiển Flycam. Nói thì có vẻ dễ nhưng mà đây là một cái điều mà anh em cần phải quan tâm. Và nếu như mà anh em đã sử dụng những chiếc Flycam của DJI thì anh em cũng sẽ biết đến cái kênh YouTube DJI Tutorial. Thì ở trên cái kênh này họ đã có chia sẻ rất nhiều những cái tip để anh em có thể là điều khiển máy bay. Và đây là một kênh để anh em có thể là tham khảo những cái tip bay, những cái tip sử dụng dành cho DJI, có thể là DJI Mavic này hay là Mini 2 gì đó chẳng hạn đó. Ngoài cái việc mà chúng ta học ở trên cái trang đó ra thì anh em có thể là tham khảo những cái người đi trước, những cái người mà đã sử dụng những cái dòng Flycam nhiều rồi thì họ sẽ chỉ cho anh em và anh em sẽ có thể là dễ dàng tiếp thu hơn. Và có một cái điều mà mình cần nhấn mạnh với anh em newbie ở đây đó chính là cảnh quay của chúng ta có đẹp hay không, nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng bay của anh em. Bên cạnh đó nếu như mà anh em không có kỹ năng bay thì nó sẽ dẫn đến cái việc là Flycam của chúng ta rơi vào cái trường hợp nguy hiểm và rất có thể là sẽ bị hỏng, bị nổ và bị cháy Flycam. Nó rất là dễ xảy ra. Và ngoài cái việc mà chúng ta phải học thêm nhiều kỹ năng ra thì cái việc mà chúng ta bay ở trong một cái khoảng không gian rộng đó là một điều vô cùng quan trọng dành cho những em newbie và kể cả những anh em mà đã chơi Flycam lâu năm. Bởi vì là khi mà chúng ta bay ở trong một khoảng không gian rộng thì anh em hoàn toàn có thể là kiểm soát được chiếc Flycam của mình. Và bên cạnh đó nữa thì các bạn cũng có thể là tăng thêm được cái kỹ năng điều khiển Flycam cũng như là có thêm nhiều cảnh đẹp hơn với chiếc Flycam của mình. Và ngoài cái việc là chúng ta bay ở trong cái khu vực thoáng ra thì một cái điều nữa mà mình cũng phải lưu ý với anh em rằng là nhiều anh em thì thích cái việc là bay cao này, bay xa để có thể là quan sát được toàn cảnh. Thế nhưng mà cái việc này nó hơi nguy hiểm một chút, bởi vì là đôi khi nếu như các bạn bay quá cao này, bay quá xa thì cái Flycam nó sẽ bị mất tầm kiểm soát và rất dễ rơi về tình trạng là bị mất kiểm soát này và bị không nhận tín hiệu và nó sẽ bị rơi Flycam. Thế cho nên là anh em nên tránh giúp mình cái việc là bay quá cao và quá xa. Và với những anh em newbie mới chơi thì mình khuyên anh em là nên bay Flycam ở trong tầm nhìn của mình thôi, đừng vượt quá tầm nhìn của mình, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta bị hỏng Flycam nhá. Và đó là những cái chia sẻ của mình dành cho những anh em newbie khi mà mới tập chơi Flycam. Mong rằng là với chia sẻ của mình thì sẽ giúp ích cho anh em phần nào. Đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.